rồi. Không, hỏi chú này chắc được rồi. Nhưng mà đang nói dọc đường á. Trời, hỏi cái gì? Hai người tưởng em đi cười cười xong hai người biết một cái gì? Không, không biết đâu, đôi lúc cũng biết. Trời, em đi cười cười xong đôi lúc cũng biết. Đôi lúc đi cho nó cười nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nè, có khai văn văn, còn không biết hả? No. Có no, เหมือนกันเดี๋ยวขายกล่องนึง